sự không chi của hòa hảo vấn đề. Kể ngay lời dàn ngày trong bóng tối, ông công bình và ấy tuyết từ bi. Phúc thầy người tôn sợ chúa, anh quay và kẻ lần mê lại ngày công chính nhân hậu và trí tình. Vinh phúc người dòng lần tự giúp đỡ tìm dưới lượt mà sắp xếp tiền chuyên. Phúc thầy người tôn sợ chúa, đâu sợ đầu duyên lòng ngàn tư tay tin cậy vào Chúa Trời luôn vững lòng chẳng chịu khi hay giờ kêu anh nhìn bọn ấy đứng khổ người cũng thầy vì tuân sợ Chúa vương tâm chẳng chỉ sợ hay hoàng dòng dài hồi chờ kẻ tôn huyền công chính hòa ngàn đời kiên vững mãi uy thế hồi rực rỡ trôi vượt lên phúc thầy người tôn sợ.